lưu vũ cùng bục giảng hô to đại khô tích nhược tại hôm nay đã đến không thể vãn hồi trình độ hoàng thất tông thân quý tộc quan lại bởi vì thủ cựu tô điểm hư trương đường đường là hoa hạ khinh thường cùng liệt bang bị khinh hơn dị tộc sĩ tử chúng ta khổ đọc sách thánh hiền há có thể không ngăn cơn sóng dữ tái tạo đại hán có sĩ tử nói lưu vũ ngươi muốn tạo phản ư lưu vũ phản bác không thiên địa cách nhi tứ thời thành, thang vũ cách mạng, thuận hồ thiên nhi ứng hồ nhân. Ta, muốn tái tạo đại hán. Chương 1 Kim Lăng Lưu Vũ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Kim Lăng Thành là đại càng kinh tế văn hóa trọng trấn, đồng dạng nơi này cũng là đại càng sản xuất lương thực nộp thuế đại trấn. Cho nên nơi này bị đại càng nhìn rất là trọng yếu, thiết lập đại lượng binh mã đóng quân, gia cố thành phòng trải qua gần 200 năm xây dựng, lúc này thành kim lăng đã là thành cao trì thâm. Ở hiện tại cái này không thế nào vững vàng thời kỳ, mỗi khi có người đi qua, nhìn thấy này cao lớn dày đặc tường thành, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cổ cảm giác an toàn. Mà ngoài thành Kim Lăng có một con sông lớn đi qua Kim Lăng, được dân chúng Kim Lăng gọi là sông Tần Hoài. Con sông này, thuyền tới thuyền lui, có học sinh đến đây du học, có thương nhân đến đây buôn bán cũng có thuyền quan áp giải hàng hóa thậm chí là còn có thuyền đánh cá có thể nói là náo nhiệt phi phàm đương nhiên tuy rằng ban ngày rất náo nhiệt nhưng như cũ so ra kém ban đêm mỗi khi đêm xuống thuyền hoa trên sông tần hoài đều xuất hiện thuyền màu đỏ đèn lồng màu đỏ tơ lụa màu đỏ trang phục màu đỏ dòng sông tần hoài chiếu rọi đỏ bừng như là đại gia gì đó đến a tiểu mỹ nhân đã lâu không gặp a đây đều là thường dùng ngữ. Người nếu là ở bờ sông, cái gì 18 khụ khụ? Cái gì mà tiếng đàn, tiếng tranh, tiếng tỳ bà, tiếng tiêu? Những âm thanh thịnh hành này lại càng vang vọng sông Tần Hoài, tranh kỳ đấu diễm. Cảnh tượng đó, âm thanh đó, đó. Chật chật chật. Tiêu hồn thực cốt A. Lại nói hôm nay, thời tiết đặc biệt âm trầm, ngay cả đi ngang qua hoặc là vào thành mọi người đều là một bộ vội và âm trầm chi tướng. Lúc này ngoài thành trên một con đường nhỏ, một gã ước chừng là 15-16 tuổi, thân mặc màu xanh học sinh phục, sau lưng lưng nặng nề rương sách thiếu niên vội vã chạy tới. Thiếu niên này họ Lưu, danh võ tự Huyền Vũ, năm nay 16 tuổi, là Bạch Lộc thư viện một gã học sinh. Hắn vốn là người hoa hạ địa cầu, 26 tuổi, tham gia công tác nhiều năm, vẫn không có việc gì làm. Ở một ngày nào đó ban đêm, ông điện thoại di động ăn gà hắn, không biết như thế nào chợt nghe thấy ngoài cửa sổ sấm sét vang dội, sau đó bạch quan chợt lóe, toàn thân tê liệt. Khi hắn lần nữa mở mắt về sau, chính mình cũng đã đi tới thế giới này, biến thành một gã vừa mới sinh ra hài tử. Vốn tưởng rằng xuyên qua dị thế giới sau chính mình bằng vào hắn trong đầu tri thức, cho dù không thể phiên vân phúc vũ, vậy cuộc sống cũng tuyệt đối là có tư có vị. Nhưng rất đáng tiếc, lúc sáu tuổi phụ thân bị bắt đi làm tráng đinh, hai năm sau truyền đến tin tức chết, vì thế mẫu thân trực tiếp ngã bệnh, hai tháng sau đi theo phụ thân. Về phần triều đình hứa hẹn tiền trợ cấp gì, ruộng đất gì, cái gì cũng không có. Vì sinh tồn, Lưu Vũ dùng hết thủ đoạn, rốt cục thi đậu bạch lộc thư viện. Về phần đạo trở gian nan trong đó, cũng không đủ cho người ngoài nói. Vì thế sau khi vào thư viện, Lưu Vũ khắc khổ học tập. Hơn nửa kiếp trước 26 năm kinh nghiệm, rất nhanh liền ở thư viện đứng vững gót chân đặc biệt là thời gian trước, Lưu Vũ 16 tuổi, tham gia thi viện, thành công giành được công danh tú tài. Sau đó ngày hôm qua uống rượu chúc mừng, ai ngờ vừa ngủ liền ngủ thẳng đến khi trời sáng. Chỉ thấy hắn vừa chạy trong miệng vừa than thở. Xong đời, xong đời, sáng nay là chương trình học của Đan Phu Tử, ta lại đến muộn. Lúc này, một lão giả gánh một đòn gánh rau xanh nhìn Lưu Vũ chạy nhanh như vậy, không khỏi nhắc nhở. Hậu sinh, chậm một chút đừng chạy quá nhanh cẩn thận một chút đừng đụng vào người lưu vũ vừa chạy nhanh vừa hô đa tạ lão bá nhắc nhở tuy là nói như vậy nhưng lưu vũ bước chân không chỉ không có giảm bớt ngược lại còn tăng nhanh bước chân nhìn thân ảnh lưu vũ đi xa lão giả không khỏi lắc đầu ai tuổi trẻ khí thịnh a sau đó lão giả nhìn nhìn gánh vác hai giỏ rau xanh lại tự hỏi một chút hôm nay có thể bán ra bao nhiêu tiền tài có đủ để đi câu cá vào ban đêm không? Nghĩ tới đây, lão giả đột nhiên cảm giác thắt lưng có chút đau nhức. Vì thế nhìn thân ảnh Lưu Vũ Viễn, không khỏi thở dài, mặt lộ vẻ hâm mộ. Tuổi trẻ thật tốt a. À? Sau đó lão giả ưỡn thẳng lưng, lại gánh đòn gánh đi về phía thành Kim Lăng. Ừm. Lão giả năm nay 42 tuổi, đã có thể xưng hô mình lão phu rồi. Chỉ là đồ ăn hôm nay hơi nặng một chút. Có lẽ ngày mai sẽ hơi đau thắt lưng, không bán được rau xanh. Không bao lâu, Lưu Vũ liền chạy đến Bạch Lộc thư viện một gian phòng học. Lúc này cậu thở hồng hộc, đẩy cửa phòng học ra, vội vàng cúi đầu xin lỗi bục giảng. Không phụ lòng phu tử, học sinh tới chậm. Sau đó hắn vẫn duy trì tư thế như vậy, chờ đợi Đang phu tử xử trí. Chỉ là hắn đợi một hồi lâu, cũng không có nghe được thanh âm của Đang phu tử. Hắn không khỏi có chút nghi hoặc chẳng lẽ đan phu tử tức giận cố ý gạt ta đan phu tử tuy rằng tính tình không tốt thích mắng chửi người thích đánh tay còn có miệng thối cả ngày say khước nhưng cũng không có cái khác không tốt à chẳng lẽ phu tử uống say rượu còn chưa tỉnh lại nghĩ đến đây lưu vũ không khỏi cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn lại sau đó sửng sốt trên bục giảng căn bản không có ai lập tức hắn kinh ngạc nhìn xuống bục giảng hả trong phòng học cũng không có đan phu tử thân ảnh thậm chí là học sinh đều thiếu một nửa mà một nửa người này lúc này đều trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn lưu vũ ít nhiều có chút xấu hổ bất quá hắn từ trước đến nay không thế nào đem da mặt xem quá nặng tuân theo chỉ cần ta không xấu hổ xấu hổ chính là người khác vì thế rất là tự nhiên thẳng người lên đi đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống chỉ là những người này ánh mắt vậy mà theo hắn di chuyển mà di động, để cho hắn có chút không vui. Chỉ thấy hắn vỗ bàn, quát bọn họ. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy. Mọi người thấy Lưu Vũ tức giận, lập tức quay đầu lại, đọc sách đọc sách, viết chữ viết chữ. Lưu Võ thấy tất cả mọi người im lặng không lên tiếng, không khỏi hài lòng gật gật đầu, sau đó đối với phía trước ghế chính là một cước. Loãng xoảng. Mà Thiếu Niên đang ngồi ngay ngắn trên ghế kia mãnh liệt chấn động một cái, sắc mặt hiện lên khổ qua trạng, không khỏi quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Đối với việc này, Lưu Vũ vẫy vẫy tay, ý bảo hắn lại đây. Thiếu Niên này cũng là nhân tài, thấy Lưu Vũ vẫy tay, trong nháy mắt liền không còn vẻ khổ qua. Chỉ thấy hắn xoay ghế, xoay người, quay mặt về phía Lưu Vũ, thập phần nịnh nọt hỏi. Làm sao vậy, lão đại? Lưu Vũ cũng không nói thêm gì, trực tiếp hỏi ra nghi vấn trong lòng. Cốc, hôm nay không phải tiếc của đan phu tử sao? Mọi người chạy đi đâu rồi? Thiếu niên này tên là Âu Dương Thịnh, phụ thân nguyên lai là hành tẩu giang hồ bán nghệ, chỉ là sau khi có hắn, phụ thân hắn liền đi tới Kim Lăng định cư, mua vài mẫu ruộng đất trồng trọt. Có thể là phụ thân hắn hành tẩu giang hồ thời gian lâu, cho nên đối với đọc sách thập phần coi trọng, tốn hao không nhỏ công phu, đưa hắn đưa vào bạch lộc thư viện cũng có thể là gia học sâu xa, cho nên người này học được một cái khẩu kỹ, đó chính là bắt chước cốc kêu. Cho nên, Lưu Vũ đặc biệt tặng biệt hiệu cốc. Vì thế, đối mặt với câu hỏi của Lưu Vũ, cốc thần bí nói. Là lão đại như vậy, ngươi hẳn là biết chuyện la sát mang xâm lớn quy mô lớn ở Bắc Cương chúng ta chứ. Từ Lưu Vũ gật gật đầu, tỏ vẻ rõ ràng. Từ khi Đại Càng và La Sát Mang tự lập đến nay, trong 200 năm đã xảy ra rất nhiều cuộc chiến tranh. Hơn nữa, từ khi Tiên Đế bắt đầu, đại càng quốc lực ngày hạ, La Sát Mang càng là nhiều lần phàm cảnh, đây đều là chuyện thường nói. Đến đây, cốc trực tiếp nằm ở bên tai Lưu Vũ, nhỏ giọng nói ra. Nghe nói đoạn thời gian trước đại quân Bắc Cương thảm bại, đại quân La Sát binh phong cho đến kinh thành, sau đó Triều Đình phái Hòa Đàm sứ cùng La Sát Mang hòa đàm cho nên đang phu tử cùng rất nhiều bạn học đến trạm dịch chờ tin tức dựa theo thời gian trước giữa trưa có thể trở về lại là hòa đàm nghe nói như thế lưu vũ sắc mặt âm tình bất định hắn nghĩ tới kiếp trước đoạn khuất nhục đến cực điểm lịch sử sau đó ngừng cốc nói chuyện ta biết rồi ngày hôm qua đốt đèn đêm độc còn có chút buồn ngủ nếu phu tử không có tới ta trước ngủ một lát chờ phu tử bọn họ tới sau gọi ta một tiếng âu dương thịnh gật đầu ừ chương không hai nhục nước mất chủ quyền giáp thân điều ước bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương không ba ta bị đâm lưng bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương không bốn ta muốn tạo phản bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương không năm thiếu niên hoa hạ nói bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương không sáu chuẩn bị chạy trốn bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương bảy một phòng phản tặc bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 08 Tây môn đừng mẫu đi, mẫu buồn nhi không buồn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 09 Vừa đồng học thiếu niên. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Nhà giáo, truyền đạo học nghề giải hoặc cũng bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test